Những giống cây ăn trái độc lạ, dễ trồng, năng suất cực khủng. 1. Chuối đỏ đắc ca. Loại chuối này rất quý hiếm, được tìm thấy ở Úc, là loại trái cây vô cùng được yêu thích ở Trung Mỹ, được bán quanh năm tại nhiều nơi trên khắp thị trường Mỹ. Chúng nhỏ hơn và có vỏ dày hơn so với các loại thông thường, thế nhưng ruột của chuối mềm và ngọt hơn rất nhiều. Thêm vào đó, nếu vỏ chuối có màu đỏ càng đậm thì chuối sẽ càng chứa nhiều vitamin C, bổ sung thêm nhiều sức đề kháng cho cơ thể. Chuối đỏ đắc ca thuộc top những loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất. Giá của chuối đỏ đắc ca khá đắt, khoảng 250.000 đồng trên 1 kg. Chuối có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các món bánh, salad. Trái mọc chi chít tận gốc cây là cụm từ được sử dụng để nói về đu đủ lùng cao sản Đài Loan. Khác với đu đủ truyền thống ở chỗ, khi trưởng thành, đu đủ lùng cao sản chỉ cách mặt đất từ 40 đến 50cm. Từ đó, việc thu hoạch cũng như chăm sóc cây trở nên tiện lợi và tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Khi chín, vỏ trái có màu vàng tươi, ruột đỏ vàng như ruột gấc, phần thịt lên tới 85%, ít hạt, ăn ngọt và rất thơm, thịt dày, chắc, thuận tiện cho việc bảo quản và vận chuyển đi xa. Cây cực dễ trồng, sinh trưởng khỏe, vốn đầu tư thấp, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, ít sâu bệnh nhưng lại cho năng suất rất cao. Cây cho trái hầu như quanh năm. Đu đủ vàng là một loại cây sinh trưởng mạnh, có khả năng kháng bệnh rất cao. Khi cây trưởng thành, năng suất cao nhất của một cây có thể lên đến 40 đến 50kg trên một cây. Quả đu đủ từ khi mới ra đã có màu vàng nghệ bắt mắt. Đặc biệt, hương vị của đu đủ vàng luôn ngon hơn đu đủ thường vì độ thơm và độ ngọt mà nó mang lại. Đu đủ vàng thường có vỏ cứng hơn nên rất tiện cho công tác vận chuyển cũng như bảo quản. Mỗi một quả đu đủ vàng thường cho cân nặng trung bình từ 1,5 đến 2kg. Nhờ ưu điểm vượt trội, ra nhiều quả, chất lượng cơm ngon, bảo quản được lâu, giống đu đủ vàng ngày nay được người dân ưa chuộng, trồng thay thế dần cho giống đu đủ xanh truyền thống. Đu đủ lùng vỏ xanh Thái Lan. Giống cây khiến mọi người ngỡ ngàng về độ sai trái, sản lượng đạt tới 90 đến 100kg trên một cây một năm. Không những thế, giống đu đủ này còn nhanh cho thu hoạch, chỉ từ 5 đến 7 tháng trồng. Cây dễ trồng, sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Đu đủ có nhiều lợi ích khiến bạn phải ngỡ ngàng. Nó được xếp vào nhóm thảo dược như một vị thuốc đông y cực tốt cho sức khỏe, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, sáng mắt, làm đẹp da, chống lão hóa. Khác với giống đu đủ thường, đu đủ lùng Thái Lan chỉ cao từ 90 đến 120cm. Trồng chậu rất có giá trị vào dịp Tết. Các chậu đu đủ lùng Thái Lan dán bonsai vào dịp cận Tết có giá từ 1 đến 4 triệu đồng trên một chậu, tùy dáng và độ phủ trái. Có một loại chuối rất kỳ lạ, được coi là thần dược của người Rackline, chuối cô đơn. Chuối phu thê hay còn gọi là chuối cô đơn vì do đặc trưng chỉ mọc một mình, không mọc thành cụm, khóm như các loại chuối khác. Sau khi quả trên buồng chín vàng mọc thì cũng là lúc cây tự héo rũ rồi chết đi. Nó có các thành phần dược tính cao hơn rất nhiều chuối hột rừng thông thường vì hàm lượng dưỡng chất tất cả đều dồn vào một buồng. Chuối phu thê có sức sống mãnh liệt, cây không kén đất và có thể trồng ở những khu vực cao, thiếu nước. Từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch trái chỉ mất khoảng 15 tháng. Với vốn đầu tư thấp, không cần tốn nhiều công chăm sóc, nông dân trồng chuối cô đơn có thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng trên một năm. Trên thị trường, chuối cô đơn được rao bán không chỉ dạng quả tươi mà còn quả ép khô, dạng hạt khô với giá hạt dao động từ khoảng 90 đến 300.000 đồng trên 1 kg. Tất cả các bộ phận trên cây chuối cô đơn đều được coi là thần dược có tác dụng chữa các loại bệnh như đau mỏi xương khớp, đau lưng, thận yếu, sỏi thận, kích thích tiêu hóa, có thể ngâm hạt với rượu gạo hoặc chế biến các món ăn. Đu đủ Phuket là giống cây ăn quả nhiệt đới có nguồn gốc từ Thái Lan, được trồng rộng rãi ở nhiều nơi. Đặc trưng của giống đu đủ này là có trái thuôn dài, vỏ mỏng, phần thịt dày, khi chín có màu đỏ cam, ăn có vị ngọt sắc rất ngon. Đây là giống cây đu đủ dễ trồng, không kén đất, đặc biệt phù hợp với khí hậu Việt Nam nên sinh trưởng rất tốt và cho năng suất cao. Cây cho thu hoạch từ 5 đến 7 tháng sau khi gieo trồng, với chiều dài trái trung bình là 47cm, rộng 9cm. Trái cho thu hoạch gần như quanh năm, khối lượng trung bình khoảng 2kg trên một trái, có
trái nặng tới 4 kg, sản lượng cao có thể đạt tới 60-70 kg một cây trên một năm. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi bất ngờ, giảm giá lên đến 50% hạt giống nhập khẩu chính ngạch. Một combo 3 gói sẽ được tặng kèm một chai chế phẩm sinh học thảo mộc BK Phát chăm sóc cây trồng. Combo 6 gói sẽ được tặng kèm 2 chai BK Phát. Nhanh tay giật quà vì số lượng có hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.